Thực ra là ai cũng làm về iPhone 14 hết rồi, nhưng mà chúng tôi đợi đủ tiền để mua hẳn 4 con thì mới bắt đầu làm về iPhone. Và hôm nay là một video về iPhone 14. Nếu mà không muốn chậm như tôi và có nhu cầu mua bất kỳ sản phẩm nào của Apple thì bạn có thể đến ngay shop đăng để sức cho mình một con máy như ý, link ở phần mô tả và bình luận. Và bây giờ thì bỏ ba cái dòng máy xịn nhất sang một bên, hãy cùng tôi đến với iPhone 14, đỉnh cao của sự sáng tạo, tức là không sáng tạo mấy. Về phần đóng hộp thì thôi, không có gì đặc biệt nên là tôi không nói lắm nhá. Vẫn là dây sạc C2 Lightning cho phép sạc nhanh. Năm nay thì với cái sự đột phá trong thiết kế thì màu xanh trên iPhone 14 đã nhạt hơn rất nhiều so với phiên bản đậm lè xấu lòi mắt trên iPhone 13. Có thể thấy là khả năng sáng tạo của Apple trên iPhone 14 là cực kỳ tốt khi mà trông nó chả khác gì iPhone 13. Quá là tuyệt vời cho một năm chờ đợi sự nâng cấp. Chiếc máy này thì quá là ấn tượng nên là tôi cũng không biết nói gì thêm. Nên là thôi, cùng đi luôn vào phần ngoại hình. Đúng với tiêu chí là vẻ bề ngoài thì quan trọng đến thế à, vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao, thì Apple đã cho thấy nó không hề quan trọng khi mà bê nguyên cái thiết kế của iPhone 13 lên iPhone 14. Tôi thì không biết về điện thoại nhiều nên là khi cái anh viết kịch bản đưa tôi cái này và bảo đây là iPhone 13 ấy, thì tôi tin. Những năm trước thì ít ra từ dòng 12 lên 13 thì phần tai thỏ nó còn bé bé vào được một tí và camera thì đang thẳng thành chéo để phân biệt được là hai dòng. Nhưng mà đến với iPhone 14 thì bạn không cần phải mất công phân biệt nữa, nó giống y hệt. Thứ hai là iPhone 14 thì nó vẫn kiểu sang xịn mịn như mấy con iPhone khác thôi, vẫn là cái quả viền nhám được yêu thích, kèm theo đó là cái mặt kính siêu bám mồ hôi vân tay. Còn pin thì sao? Dần dần thì do mấy con iPhone có trải nghiệm sử dụng khá là như nhau nên là người dùng cũng chỉ quan tâm là con nào pin sâu hơn thôi, nhất là với mấy anh em thích chơi game mobile. Với dung lượng là 3200mAh thì iPhone 14 hoàn toàn đáp ứng được cho tôi một ngày sử dụng tối ngủ về sạc. Đây cho các bạn xem screen time là khoảng 8 tiếng 30 phút. Tôi thì cũng không sử dụng điện thoại quá là nhiều, bình thường ngồi làm thì cũng chỉ dùng laptop thôi, tại tôi cũng dùng MacBook nên là nhắn tin các thứ thì trên MacBook luôn, lên công ty là khỏi dùng điện thoại. Tầm trưa trưa thì ngồi xem YouTube để ăn cơm, xong rồi lướt TikTok để ngủ trưa thôi. Đi làm thì về muộn tầm 9 giờ về nhà, máy vẫn còn 20-30%, vẫn thoải mái nghe nhạc trong lúc tắm. Xong xuôi hết rồi tôi mới sạc để mai dùng tiếp. Nói chung là tôi cũng không dùng điện thoại quá nhiều, với lại là tôi cũng không hay dùng đến hết pin rồi mới sạc ấy. Thì cứ tầm 30% là tôi sạc cho chắc ăn rồi, nhỡ đi đâu hay là bận việc đột xuất gì thì vẫn có thể sử dụng thoải mái. Chơi game thì chắc chắn là đốt pin nhiều hơn, nhưng mà cũng tùy game. Mấy game nhẹ nhẹ như là Gà qua đường thỉnh thoảng tôi chơi để đốt thời gian thì cũng không tốn pin lắm. Với tầm giá khoảng hơn 21 triệu đang bán tại shop đăng thì chắc chắn là có rất nhiều máy Android cũng cho thời lượng sử dụng tương tự hoặc là thậm chí ngon hơn. Nếu mà không thích iPhone thì bạn có thể đến Sun Center để mua ngay cho mình một con Samsung. Nói chung là cái pin này thì cũng tùy thuộc vào cách bạn dùng máy như nào nữa. Dùng nhiều chơi game nhiều thì thôi, sắm thêm một cục pin dự phòng hay là cái sạc mà cầm theo. Dùng ít hay là thỉnh thoảng mấy kiểu lướt tí trong thời gian rảnh Facebook, TikTok thì thoải mái trong một ngày đi làm bình thường. Nhưng mà cái bất lợi cố hữu của iPhone khi mà so với các máy Android khác cùng tầm giá là nó sạc hơi chậm. Đấy là với cái bộ sạc mặc định nhé. Trong khi các máy như là Samsung S22 Ultra cũng cùng tầm tiền thì có sạc 45W này, hay là như mấy con Vivo sạc cả 80W thì quả sạc 25W trên iPhone 14 khá là thật. Nhưng mà theo tôi thì cũng không nên pin thủ quá. Lúc nào cũng sợ máy bị pin hẻo thì không nên, kiểu mua máy về nó phục vụ mình mà, dùng như nào thoải mái là được. Điểm tiếp theo mà nhiều người quan tâm là cái hiệu năng của chiếc máy này. iPhone thì năm nào cũng quá nổi tiếng với việc là cứ ra máy là hiệu năng hàng top rồi. Nhưng mà dạo này thì có vẻ không top như thế nữa, khi mà điểm AnTuTu của nhiều flagship Android khác cũng đã vượt qua mặt iPhone. Nếu các bạn nào chưa biết thì AnTuTu là một cái app để test hiệu năng trên điện thoại. Cụ thể là trong một số bảng xếp hạng mà tôi xem thì top 10 năm nay lại vắng bóng iPhone, đặc biệt là iPhone 14 khi mà nó chỉ đạt tầm hơn 800 điểm. Mặc dù được ra mắt trong năm 2022, tuy nhiên thì iPhone 14 không có chip A16 mới nhất mà vẫn là A15 Bionic như hai phiên bản 13 Pro và Pro Max của năm ngoái. Đây thì vẫn được coi là một sự nâng cấp nhẹ về chip trên hai dòng máy phổ thông của Apple vì nó bê từ hai dòng máy cao cấp nhất năm ngoái sang. Cái AnTuTu thực ra là một phần cũng chỉ mang tính chất tham khảo, chủ yếu là thực tế các nhà sản xuất sẽ tối ưu hiệu năng nó như thế nào. Nhiều máy test ra hiệu năng khủng nhưng mà tối ưu như cứt thì cũng không giải quyết vấn đề gì. Apple thì cũng nổi tiếng tối ưu phần mềm và phần cứng siêu mượt rồi, mà con chip A15 Bionic thì cũng không phải là yếu, nên là mọi trải nghiệm của tôi trên iPhone 14 thì rất là sướng. Có thể nếu bạn đang dùng iPhone 13 series thì thấy nó không khác lắm, tại vì dù sao cũng là A15. Nhưng mà nếu mà đang dùng 11 Pro thì phải nói công tâm là nó nhanh hơn khá là nhiều. Các thao tác mở mồm cũng nhanh và mượt mà. Trải nghiệm theo tôi thì được nâng cao lên đáng kể do là thời gian phản hồi rất tuyệt vời. Tôi thì cũng ít chơi game, nhưng mà mấy ông em chơi Liên Quân hay là cả Genshin Impact, một con game khá là nặng đô cho điện thoại. Liên Quân thì là game quốc dân rồi, không vấn đề gì, chơi mượt như sân siêu. Đến với Genshin thì vừa vào game phát, mức setting mặc định nó khuyên dùng là 2 luôn.
đủ để hiểu là con A15 Bionic này vẫn còn mạnh chán. Game nặng lòi kèn vẫn chơi hai cả setting thì tôi vẫn nghĩ là cứ là ok. Nhiệt độ khi chơi game thì theo tôi đánh giá ở mức chấp nhận được, không bị quá nóng kiểu cầm cục than trên tay. Xem vòng quanh mạng xã hội thì anh em khác đo thấy là nó loanh quanh 40 độ cũng khá là mát mẻ. Với quả hiệu năng này thì người dùng cơ bản chắc phải là 4 năm nữa mới thay máy, còn chơi game thì cũng phải cỡ 3 năm vì kiểu game sau người ta update với Pro hơn hay như nào tôi cũng không biết, nhưng mà 3 4 năm nữa mà mới bị lag thì quá là ngon rồi. Đấy là cái phần mà anh em thích chơi game nặng sẽ quan tâm, thì nó vẫn mạnh như 13 Pro Max nên là chiến game thỏa con gà mái. Tôi thì cũng không chơi game mấy mà chỉ dùng các tác vụ cơ bản như là lướt mạng xã hội này, ngắm lắc đi trên TikTok này, thì cái hiệu năng và sự nhanh nhẹn của iPhone 14 là quá đủ với tôi rồi. Cái điểm không thích duy nhất thì chắc chắn là việc nó vẫn dùng chip của năm ngoái. Máy đã có thiết kế của năm ngoái rồi, xong chip thì cũng năm ngoái luôn. Đâm ra là hơi lấn cấn khi mà bỏ ra hai mấy củ để mua những gì mà đã có từ năm ngoái, hơi khó chịu một tí. Thôi thì hiệu năng vẫn ngon, vẫn thoải mái dùng là được. Và bây giờ thì đến với phần mà luôn là chủ lực của các hãng mỗi khi giới thiệu bất kỳ cái điện thoại nào, là camera. Đối với những anh em đam mê chụp ảnh hay là có ăn có học đàng hoàng để có thể chụp ra những bức ảnh cực nghệ từ điện thoại thì chắc chắn cũng quan tâm đến phần này nhiều không kém gì các chị em. Các bạn nữ thì không phải nói rồi, hỏi là tại sao mua iPhone thì phần lớn lý do là vì camera chụp đẹp, tiện lợi, chân thực, ít bị chèn sẵn nhiều filter quá như trên một số máy Android. Như thế thì dễ chỉnh ảnh hơn vì trông càng raw thì càng dễ chỉnh. Phần camera sau thì không có quá nhiều sự khác biệt về mặt thông số cho lắm, vẫn là 12 megapixel cho cả cam chính và siêu rộng. Zoom tối đa thì vẫn là 5x, chất lượng ảnh chụp ra thì với cái mắt của tôi thì vẫn khá là sắc nét và đẹp như iPhone 13. Kiểu cái phần ảnh ở đây thì nó cũng phụ thuộc vào cái người chụp ấy. Người biết chụp, người không biết chụp thì sẽ cho ra cái chất lượng ảnh khác nhau. Có chăng là trên iPhone 14 sẽ đẹp hơn một chút bởi vì nó là máy mới hơn. Sự khác biệt thực sự thì đến từ chế độ chụp ban đêm, thứ mà Apple giới thiệu nhiều nhất trong phần camera. Với sự nâng cấp nhẹ nhẹ của các cảm biến thì iPhone 14 chụp trong tối tốt hơn khá nhiều so với iPhone 13. Những cái chi tiết trên iPhone 14 thì có phần rõ ràng và đỡ vỡ nét hơn rất nhiều so với cái phiên bản tiền nhiệm. Cái này rất là tiện cho anh em nào mà thích quay những cảnh hành động trong môi trường thiếu sáng. Hình ảnh sẽ sắc nét hơn, có độ chi tiết cao hơn và chắc chắn sẽ mang lại trải nghiệm xem lại đã hơn rất nhiều. Ngoài ra thì tính năng mới Action Mode và Cinematic Mode cũng được trang bị luôn trên iPhone 14. Cinematic Mode thì là cái mode mà quay video nét người xóa cảnh nghề nghệ như là trên phim. Các bạn nào mà thích cái vai Đà Lạt hay là kiểu nghệ sĩ một tí thì dùng cái này xóa phông quay cũng khá là được. Action Mode thì là cái mà tôi chắc chắn thích nhất trên iPhone 14 vì kiểu thường thì mấy tính năng mới sẽ chỉ có trên dòng Pro và Pro Max thôi, nhưng mà năm nay thì Apple nhét nó luôn xuống dòng thường, chắc là kiểu sợ là không có gì khác mà vẫn bán máy mới, sợ bị người ta chửi cho nên là cho vào. Cái tính năng này thì cực kỳ hữu ích cho những người làm nội dung hay quay vlog. Trước thì cầm trên tay quay mấy cảnh mà chạy một tí là giật lắc như nghìn chín, nhưng mà bật quả tính năng này lên thì cái hình không còn bị rung quá nhiều nữa. Nó vẫn rung á, nhưng mà không phải kiểu lắc lắc kia TikTok mà chỉ rung nhẹ nhẹ thôi. Nghe đồn là do thuật toán crop khung hình để xử lý chống rung nên là hình ảnh sẽ được mượt và tĩnh hơn, khá là ok la. 10 điểm nâng cấp với mức giá là tầm hơn 21 triệu đang bán ở shop đăng, thậm chí mấy hôm flash sale còn có hơn 20 triệu cơ. Hoặc là mấy cái chương trình gì mà ưu đãi thanh toán rồi quét mã nọ kia, ngân hàng A, ngân hàng B còn giảm thêm cả mấy triệu nữa. Nhưng mà giảm khá là nhiều, các bạn có thể đến shop đăng biết. Với tầm giá này thì nó vẫn khá là ngon cho một sự lựa chọn nâng cấp. Nhưng mà nhấn mạnh là nếu bạn đang dùng các đời dưới iPhone 12, còn từ 12 trở lên thì trông nó vẫn thế, trải nghiệm vẫn xem. Lên thì lên hẳn Pro hay là Pro Max, chứ còn lên này thì phí. Mặc dù cái này là một cái máy ngon, nhưng mà Apple vẫn đang bán chính hãng các dòng 13. Xong rồi quả iPhone 14 này thì cũng không khác gì ấy. Nghi vấn đây là cái sản phẩm chim mồi để bán Pro và Pro Max với nhiều nâng cấp đáng giá hơn. Thề là dùng cái màn hình 120Hz trên con Pro xong rồi dùng lại con màn hình 60Hz này chậm hẳn luôn ấy, trông khá là chán. Chậm từ thao tác đến cảm giác vuốt chạm. Kiểu 120Hz đang là cái để phổ cập trên các dòng smartphone cao cấp, mà đến iPhone 14 thì ông Apple vẫn chưa cho vào, vẫn cứ phải là mua hai dòng xịn nhất mới có. À cay. Tổng kết lại thì iPhone 14 vẫn như mọi năm thôi, vẫn là một cái thiết bị ngon, năm nào thì iPhone mà chẳng ngon. Phần mềm ngon này, quay chụp ok, thiết kế cũ lòi là mấy cái mà ai cũng biết khi mà nhắc đến iPhone rồi. Nhưng mà với việc vẫn bán các dòng 13 chính hãng và gần như không có sự nâng cấp đáng kể nào thì iPhone 14 sẽ theo tôi là dần trở thành một đứa con ghẻ trong lòng người hâm mộ. Kiểu như là iPhone 14 ra rồi thì 13 kiểu gì sẽ giảm giá. 21 hay 22 triệu thì cố thêm tí nữa xúc con 13 Pro 120Hz dùng bao sướng mà trông vẫn thế chả khác gì. Rồi mà cầm trên tay con iPhone 14 thì cũng chả ai hỏi là ui máy mới hả, trông các thứ nhờ, thế mua làm gì đúng không? Kiểu không còn tạo cái cảm giác háo hức ngắn ngủi khi mà được tặng một chiếc máy mới của năm nay ấy. Ý kiến các bạn thì sao? Các bạn có đang dùng iPhone 14 không? Nó có ngon hay là Apple đã dần hết bài và chuyển sang hút máu? Hãy cùng để lại ý kiến trong phần comment. Tôi là Linh. Để quýt. Dạ chào ơi. Đừng quên đăng ký người chơi đồ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.